Đức đại của kênh cây giống nông nghiệp 4.0 xin được kính chào quý bà con cũng như quý khách hàng trên mọi miền của Tổ quốc. Đức đại hôm nay xin được giới thiệu về giống cây hồng xiêm xoài, cây giống được nhân giống bằng hình thức ghép mắt, ghép nêm, ghép cành. Cây giống có chiều cao trung bình từ 80 cm đến 1 m tùy từng thời điểm. Cây giống khỏe mạnh, bầu rễ chắc chắn, sạch sâu bệnh, cây sinh trưởng đều đẹp. Hiện tại nhà vườn có rất nhiều kích cỡ cây giống như cây giống chỉ mới ghép cây giống đang lộc hai đã được dâm ủ bầu rễ, cây giống đang cho bói quả, cây giống choai đang cho quả vân vân. Quý bà còn quan tâm xin vui lòng gọi điện trực tiếp hoặc kết nối Zalo tới hai đầu số đang hiển thị trên màn hình để được cung cấp hình ảnh và kích thước thực tế của cây giống tại thời điểm hiện tại. Nhà vườn chuyên cung cấp và tư vấn cách trồng, cách chăm sóc các giống cây hồng xiêm xoài, cây giống được dâm ủ tại vườn, bầu rễ khỏe mạnh cây phát triển tốt. Đảm bảo và hạn chế tối đa cây bị trột, chết và thối rễ cho bà con sau khi trồng. Cây hồng xiêm xoài, nói chung, là tên gọi theo người dân miền Bắc, còn người miền Nam, gọi thức quả này là sa cổ, tre. Hồng xiêm xoài là một giống hồng xiêm có nguồn gốc từ Mexico, được nhập khẩu vào Việt Nam bởi người Pháp. Cây hồng xiêm xoài rất thích hợp trồng ở nhiều vùng khí hậu nước ta. Cây hồng xiêm xoài là một loại cây ăn quả phổ biến ở nhiều địa phương hiện nay với hương vị ngọt thanh, hương thơm đặc trưng. Đây là loại cây trồng có sức chống chịu khá cao và ít bị sâu bệnh hại. Nhiều gia đình đã có nguồn thu nhập ổn định từ giống cây này. Vậy cách trồng và chăm sóc hồng xiêm xoài như thế nào cho hiệu quả kinh tế cao? Điều kiện để cây hồng xiêm sinh trưởng và phát triển tốt có nhiệt độ từ 23 đến 34 độ C, lượng mưa hàng năm từ 1.000 đến 1.500 mm. Nếu lượng mưa phân bố đều trong năm, thì không cần phải tưới. Cây phát triển tốt trên nền đất có độ bê, hát từ 4,5 đến 6,5. Thích hợp nhất là đất thịt nhẹ, thoát nước tốt và giàu dinh dưỡng. Cây giống hồng xiêm xoài, được nhân giống bằng hình thức ghép. Sau một năm sẽ cho bói quả, sau hai năm sẽ cho thu hoạch. Trọng lượng mỗi quả đạt từ 3 đến 5 quả trên 1 kg. Quả có vị ngọt thanh, quả thon, dài hơi giống quả xoài, hương thơm, thịt quả mềm, không bị cát, hay dượng, nên rất được ưa chuộng. Thời vụ và mật độ trồng, hồng xiêm xoài chúng ta có thể trồng được quanh năm. Tuy nhiên, nếu chúng ta trồng vào những thời điểm này, cây sẽ đỡ phải chăm sóc nhiều. Thời gian trồng đối với từng vùng là khác nhau phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Đối với miền Bắc, cây hồng xiêm xoài được trồng vào vụ xuân, khoảng từ tháng 1 đến tháng 4 âm lịch. Còn miền Nam nên trồng cây vào mùa mưa từ tháng giữa tháng 4 trở đi để giảm áp lực chăm sóc. Cây hồng xiêm xoài phát triển cành nhánh rộng, do đó lưu ý khoảng cách hàng cách hàng từ 3,5 đến 4 mét, cây cách cây 3 đến 3,5 mét, mật độ từ 60 đến 65 cây trên 1 sao bắc bộ, 165 đến 170 cây trên 1 sao nam bộ, tương đương với 1.600 cây đến 1.700 cây trên 1 ha. Kỹ thuật trồng cây hồng xiêm xoài Kỹ thuật trồng cây hồng xiêm xoài khá đơn giản, tiến hành trồng cây vào những ngày trời râm mát hoặc trồng vào buổi chiều tưới nước ẩm cho hố trước khi trồng dùng dao sắc xé bầu cây một cách nhẹ nhàng tránh tác động mạnh lên bầu làm vỡ bầu sau đó đặt cây vào vị trí giữa hố lấp đất đến ngang cổ rễ và ấn chặt xung quanh tưới nước thật đậm sau khi trồng cách chăm sóc cây hồng xiêm xoài tưới nước mùa khô cần cung cấp nước đầy đủ cho cây qua hệ thống tưới mùa mưa nên hạn chế ngập úng đào mương thoát nước nếu cần thiết đặc biệt trong giai đoạn ra hoa hình thành quả không được để cây bị thiếu nước sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ đậu hoa quả trên cây làm sạch cỏ dại cỏ dại phát triển quá mức sẽ cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng do đó cần nhổ sạch cỏ dại trong vườn vừa hạn chế nơi trú ngụ cho các loại sâu bệnh hại tù gốc che phủ gốc đối với những vùng khô hạn là thực sự cần thiết tiến hành che phủ gốc bằng rơm dạ cây phân xanh để hạn chế cỏ dại và giúp giữ ẩm tốt cho cây sơ đất một năm nên sới góc hai ba lần cùng với bón phân, sới phá vàng xung quanh gốc sau những trận mưa to và sới toàn bộ diện tích vườn một lần trên năm. Kỹ thuật cắt tỉa, tạo hình, cây hồng xiêm xoài có bộ tán lá dày, các tán phân dài đều về các phía nên việc cắt tỉa không cần phải thực hiện nhiều lần. Tuy nhiên, để cây đạt tối đa năng suất việc cắt tỉa là cần thiết vào những giai đoạn cố định, khi cây phát triển chiều cao đến 60 đến 80cm. Tiến hành bấm ngọn cho phát triển cành bên trong quá trình chăm sóc kết hợp tỉa bỏ những cành mọc trong thân, cành tăm, cành bị sâu bệnh tấn công nặng. Sau mỗi đợt thu hoạch lại tiến hành cắt bỏ những cành hết khả năng mang quả, cành ốm yếu, sâu bệnh để cây phát triển tốt chuẩn bị cho mùa quả năm sau. Đối với những vườn cây hồng xiêm đã già, năng suất quả không được cao, việc trồng mới lại rất khó khăn và thời gian cho thu hoạch lâu bà con có thể tiến hành cưa bỏ những cành già để cây phát triển những đợt cành mới khỏe hơn. Việc cắt bỏ cành già cũng nên được thực hiện sau khi thu hoạch. Kỹ thuật bón phân Bổ sung phân bón định kỳ với liều lượng thay đổi theo từng giai đoạn phát triển của cây. Hàng năm nên bổ sung dinh dưỡng cho cây khoảng 0,6 đến 1 kg phân UZ cộng 1 kg phân, lần cộng 0,6 đến 1 kg phân, kali trên góc cây, chia làm hai lần bón đầu và cuối mùa mưa cây trong giai đoạn mang quả, bón bổ sung thêm phân chuồng hoại mục từ 20 đến 50 kg trên gốc, lưu ý bón phân khi đất ẩm, bón theo hình chiếu của tán cây, xới nhẹ lớp đất mặt trước khi bón giúp dễ hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. Sâu bệnh hại cây hồng xiêm xoài, tuy hồng xiêm xoài có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, nhưng khi đã trồng với số lượng lớn thì nguy cơ cây bị nhiễm sâu bệnh càng tăng cao. Một số sâu bệnh hại chính trên cây hồng xiêm xoài nói riêng cũng như hồng xiêm nói chung phải kể đến như dẹp, ruồi đục quả, ngai, bệnh đốm thân, đốm lá. Dẹp hại cây hồng xiêm chủ yếu trên lá, hoa và quả non, hút hết dịch lá và là môi giới truyền bệnh nguy hiểm. Khi mật độ gây hại tăng cao có thể sử dụng các chế phẩm sinh học, phun với nồng độ gấp đôi, liên tục 20 ngày trên một lần, hoặc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật Sprachi, 0,2%, Sopa. 0,2%, phun đều lên cây. ruồi hại quả gây ảnh hưởng lớn đến năng suất mùa vụ, cần hủy bỏ những quả bị tấn công, thu gom quả rụng, đem ra khỏi khu vực vườn cây, giải vôi và chôn thật cẩn thận. Sử dụng bẫy bà để dẫn dụ ruồi với một hai giọt Methylenegan, Methylenegan, cộng vài giọt Diptocus 5%, đặt một hai bẫy trên 1 hectare, bẫy treo tại vị trí cách mặt đất khoảng 1 mét năm đến 7 ngày tiến hành thay bà một lần. Ngài, hại lá, hoa và có thể xuất hiện quanh năm, và gây hại mạnh nhất khi cây xuất hiện cành non. Phòng trừ bằng thuốc bảo vệ thực vật như Sova, 0,2%, Tolitrin, 0,2%, Sumacidin, 0,2%, tiến hành phun vào trước lúc hoa nở. Đốm cành, đốm lá, đối với bệnh đốm lá, đốm cành, nên phòng trừ bằng các loại thuốc gốc đồng như hỗn hợp bụt cô, hùa đồng. Copper Zinc 0,3% hoặc quét vôi xung quanh phần gốc cây để hạn chế nấm bệnh. Thu hoạch và bảo quản hồng xiêm. Cây giống hồng xiêm xoài được nhân giống bằng hình thức ghép. Sau một năm sẽ cho bói quả, sau hai năm sẽ cho thu hoạch. Trọng lượng mỗi quả đạt từ 3 đến 5 quả trên 1 kg. Quả có vị ngọt thanh, quả thon, dài hơi giống quả xoài, hương thơm, thịt quả mềm, không bị cát, hay sượng, nên rất được ưa chuộng. Thời gian thu hoạch quả từ 8 đến 10 tháng kể từ khi cây ra hoa. Quả đủ tiêu chuẩn thu hoạch khi có vỏ nhãn, lòng phấn nâu xám nứt và bong ra, quả chuyển màu từ xanh sang xanh vàng. Cuống quả không có hoặc có ít mù chảy ra khi hái. Nếu bảo quản ở nhiệt độ 30 độ C có thể để được 5 ngày, còn từ dưới 25 độ C sẽ bảo quản được lâu hơn. Trên đây là toàn bộ quy trình trồng và chăm sóc cây hồng xiêm xoài và lợi ích của cây hồng xiêm xoài đem đến cho người trồng. Hiện nay cây hồng xiêm xoài đang đem lại năng suất cao và thu nhập ổn định. Quý bà con quan tâm xin vui lòng gọi điện trực tiếp hoặc kết nối Zalo tới hai đầu số đang hiển thị trên màn hình để được cung cấp hình ảnh và kích thước thực tế của cây giống tại thời điểm hiện tại. Nhà vườn chuyên cung cấp và tư vấn cách trồng, cách chăm sóc các giống cây hồng xiêm xoài, cây giống được dâm ủ tại vườn, bầu rễ khỏe mạnh cây phát triển tốt, đảm bảo và hạn chế tối đa cây bị trột chết và thối rễ cho bà con sau khi trồng. Địa chỉ Học viện Nông nghiệp Việt Nam Châu Quỳ Gia Lâm Hà Nội, số điện thoại được ghi trên màn hình. Hướng dẫn vận chuyển Quý khách ở tỉnh xa, chúng tôi hỗ trợ vận chuyển cây giống ra các bến xe, gửi qua xe khách, xe tải. Cây giống được đóng gói cẩn thận vận chuyển chuyên nghiệp, thời gian gửi hàng nhanh chóng, và theo yêu cầu của khách hàng, hướng dẫn thanh toán. Quý khách đến tham quan mua cây tại vườn cây giống và thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt. Quý khách ở tỉnh xa thì thanh toán qua tài khoản ngân hàng và các nhà xe trên khắp cả nước. Cam kết chất lượng, đảm bảo chuẩn giống đúng chất lượng sản phẩm cung cấp. Kính chúc quý khách nhiều sức khỏe, mùa mang bội thu. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.